nắng và gió tại thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn. Thì tôi làm bộ phận ổi trong công ty cổ phần nắng và gió, với diện tích ổi là tổng diện tích ổi là 10 hecta. Thì trên đây tôi đang đứng đây là với diện tích là 3 hecta. Ổi được trồng ở đồi núi xã Mỹ Sơn. Công ty chúng tôi trồng với hai loại giống ổi, đó là ổi Nữ Hoàng và ổi Lê. Cây ổi Nữ Hoàng là cây chủ lực nhất ở công ty chúng tôi đang trồng, với diện tích là 7 hecta, còn 2 hecta là ổi Lê. Đây là hai cái ổi này, là hai cái ổi Nữ Hoàng. Giống ổi Nữ Hoàng thì chúng tôi được mua và tuyển chọn ở các cái nhà cung cấp giống đạt chất lượng để đưa vào trồng. Thì trồng đây là trên đất đồi núi nên là được tưới với hệ thống nước tiết kiệm, bơm từ ngoài sông vào hồ và được lọc và bơm lên trên này. Trước khi trồng thì chúng tôi có đào bồn sâu khoảng 20 cm, rộng 40 cm, và bón lót là phân bò ủ Nha Đam được công ty chúng tôi sản xuất, và bón vôi lân. Rồi trồng xong thì chúng tôi có phủ rơm, đây là rơm mà phủ để cho nó giữ độ ẩm cho cây. Thì ngoài ra thì với 3 hecta trên đồi núi này thì tôi có trồng thêm xen canh là cây dưa hấu. Đây là dưa hấu mà tôi trồng xen vào ổi. Với 3 hecta này thì tôi trồng là 2,5 hecta, còn lại là 5 sào tôi đã trồng Nha Đam. Thì 2,5 hecta này tôi trồng cây dưa hấu này. Thì dưa hấu cái độ tuổi sinh trưởng của nó là 6, từ khi bắt đầu gieo cho tới khi thu hoạch là 60 ngày. Thì cái này đã được chuẩn bị tôi thu hoạch rồi. Đây là hai quả dưa hấu, ở này là mỗi quả khoảng tầm 1,3 kg. Đối với dưa hấu mà trồng xen vào ổi thì là nó hoàn toàn là bằng hữu cơ, vì là tôi trồng không có bón phân gì ngoài nó ăn từ gốc ổi ăn ra. Thì trong cây ổi thì tôi đã bón là phân bò Nha Đam, ủ Nha Đam của công ty, thì nó ăn từ gốc này ra nên là cái diện tích tôi trồng ở đây thì nó khá nhiều, nhưng mà nó khác biệt so với người dân, là người dân trồng ở ngoài một mình nó nên người ta có thể chăm sóc rất đặc biệt được hơn. Còn đối với tôi thì cái này không có chăm sóc được kỹ hơn vì là trồng xen với ổi. Còn đối với cây ổi thì để mà từ khi trồng tới khi thu hoạch thì là khoảng 1 năm 8 tháng, thì tôi sẽ cắt cành tạo dáng cho nó để làm trái. Và cái vườn này là của tôi là được 6 tháng tuổi rồi, 2 tháng nữa là tôi sẽ cắt cành để chuẩn bị đón Tết, sắp tới là thu hoạch. Đây tôi sẽ thu hoạch dưa hấu. Đây là thành quả mà ổi xen dưa hấu của tôi. Rồi là vài dòng tâm sự của tôi về cái ổi xen dưa. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Thì vừa rồi các bạn và tất cả mọi người đã được nghe chị Kim, trưởng bộ phận ổi của công ty cổ phần nắng và gió tại Ninh Thuận, giới thiệu cái vườn ổi hơn 10 hecta trồng xen với dưa hấu. Đó là một cái điểm đặc sắc mà chúng tôi đang thực hiện tại trang trại nắng và gió ở khu vực đồi núi Ninh Sơn, Ninh Thuận. Thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút về kỹ thuật để xem thử là chúng ta canh tác hữu cơ đối với cây ổi và cây dưa hấu như thế nào. Thì đây là hai thiết bị. Thiết bị này gọi là thiết bị đo pH, nó kiểm tra cái lượng tồn dư phân hóa học trong đất nó thấp hay là nó cao. Còn đây là cái máy đo pH, chúng ta kiểm tra thử cái gốc ổi này nó là có đạt chuẩn hữu cơ hay không, dựa vào cái thông số thì hiển thị trên hai cái máy này. Tôi sẽ găm thử xuống cái gốc cái bồn ổi này thử, và chúng ta sẽ đợi trong vòng khoảng 2 đến 3 phút
sau khi kim nó đã chỉnh, nó đã chạy ổn định. Thì tôi xin nói sơ qua một chút về cái đám ổi D5. Tại trang trại Nắng Và Gió thì có rất là nhiều khu vực trồng ổi. Khu này là khu D5, diện tích là 3 ha. Thì chúng tôi trồng ổi và sử dụng những cái phương pháp như là chị Kim vừa rồi đã trình bày. Chúng tôi sử dụng 100% phân bò Nha Đam, phân tự chế, tự sản xuất của công ty chúng tôi, tức là lấy chất thải của lá Nha Đam chúng tôi trộn với phân bò và ủ hôi theo công nghệ vi sinh. Và sau đó bón cho tất cả các loại cây trồng, ngoài ổi ra thì chúng tôi còn bón cho nho, táo, dưa lưới, vân vân. Thì như mọi người thấy, cái khu vực này cỏ mọc lên rất là nhiều. Đấy. Điều đó chứng tỏ là chúng tôi hoàn toàn không sử dụng cái thuốc diệt cỏ tại đây để đáp ứng cái nhu cầu và cái kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ mà chúng tôi đang theo đuổi. Thứ hai đó là về cái vấn đề thuốc sâu. Thì hiện tại cái vườn này là chỉ sử dụng những cái loại thuốc sinh học an toàn. Và về phân thì đương nhiên chúng tôi có sử dụng phân bò Nha Đam mà chúng tôi đã tự sản xuất được. Và đây là cái thông số pH. Thông số pH cũng như là cái thông số ESOI. ESOI nó cho thấy là 0.21 hàm lượng dinh dưỡng ở mức tương đối. 0.21 microsiemens trên cm. Còn pH này nó nằm ở ngưỡng khoảng tầm 4.8. pH hơi thấp một chút. Thì chúng tôi sẽ tiến hành định kỳ 4 vôi để nâng pH lên. Và cái việc trồng dưa hấu xen với ổi, chúng tôi còn muốn tận dụng cái quỹ đất còn trống ở khu vực xung quanh cái tán ổi để tạo ra một cái loại nông sản khác, tạo ra một cái loại thực phẩm khác đặc sắc. Người ta thường nói là nắng tốt dưa, mưa tốt lúa, thì chúng tôi tận dụng cái điều đó, tức là ở Ninh Thuận cực kỳ nhiều nắng. Chúng tôi muốn tận dụng cái điều đó để có thể là tạo ra những cái dưa hữu cơ an toàn để cung cấp cho thị trường, cũng như là tận dụng cái quỹ đất rất là rộng của chúng tôi. Thì đó là những cái kỹ thuật, những cái kiến thức cơ bản mà chúng tôi muốn giới thiệu trang trại Nắng Và Gió đối với quý khách hàng, cũng như là những cái kỹ thuật canh tác đặc sắc mà chúng tôi đã ứng dụng tại đây. Và đó là những cái chia sẻ của tôi cũng như là của chị Kim về cái vấn đề là áp dụng những cái biện pháp kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ cho cái vườn ổi này. Và xin chào cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Ba. Nha Đam chúng tôi trồng sen ổi lên cũng rất là tốt và nó cũng lấy dinh dưỡng từ cái bùn ổi. Mọi người có thể nhìn thấy là cái cây Nha Đam này. Cây Nha Đam chúng tôi trồng sen bùn ổi. Một cái thử nghiệm nhỏ mà chúng tôi muốn kết hợp trồng sen nhiều loại cây trồng khác nhau trong một khu vực Nha Đam hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Và đây một cây dưa. Một cây dưa trồng theo hướng hữu cơ. Mình thử trải nghiệm bằng cách là cắt cái dưa này ra và xem thử màu sắc cũng như mùi vị như thế nào, coi thử nó có khác gì so với cái dưa truyền thống. Dưa này chúng tôi trồng ở cái nền đất đầy nắng và gió và đầy đá, cũng như là trồng theo hướng hữu cơ. Chúng ta sẽ thưởng thức ngay lập tức tại cái khu vực ổi D5 này luôn. Canh tác theo hướng hữu cơ rất là đỏ và ít hạt ha. Tuy cái bề ngoài chúng ta có thể thấy nó không có được đẹp, nhưng thật sự bên trong là đậm chất ở đây, về chất lượng cũng như là cái giá trị thượng hạng, cái tâm cái tình của người công nhân nuôi trồng dưa và trồng ổi ở đây. Chúng ta sẽ trải nghiệm trực tiếp luôn dưa tươi. Cảm ơn chị Kim. Mời mọi người nha. Vào những ngày nắng nóng mà chúng ta thưởng thức những miếng dưa đầy mọng nước và theo hướng hữu cơ nó an toàn thì rất là tuyệt vời. Chị Kim cũng thử một miếng xem như thế nào. Sao?
làm ra đúng không? Cái vị ngọt của nó không phải là ngọt gắt mà nó ngọt thanh. Nó ngọt thanh. Đây là cục đá mà chị Kim trưởng bộ phận ổi đã tặng tay vẽ lên. Ở Nữ Hòn, khu vực đồi này có bằng lăng nên đặt tên nó là đồi bằng lăng. Và công ty đánh dấu cũng như là cái ngày mà chị ấy đánh dấu cho cái khu vực ổi D5 trồng những cái cây ổi đầu tiên tại đây. Và rất là hy vọng thời gian tới sẽ được mời mọi người đến tham quan và trải nghiệm thưởng thức những sản phẩm thượng hạng tại công ty trang trại cổ phần Nắng và Gió. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Sân green, trang trại xanh đầy nắng và hoa. Tôi yêu sân green, trang trại xanh với những tiếng cười. Tôi yêu con người, những người lao động nơi đây. Nắng chiều đốt cháy đôi tay. Sân green tôi yêu, có hàng cây lộng gió trời trong. Sân Green tôi yêu, bao người mong được đến nơi này. Sân Green ơi, Phan Giang ơi. Sân Green ơi, nhớ ngày tôi đến nơi đây. Đất cằn soi đá không cây, đã bao người bỏ đi rồi. Sân Green ơi, với tình yêu nước yêu cây, đất cằn nay đã sinh sôi. Biết bao là cây trái thơm ngon, đã gieo hạnh phúc cho đời.